Xin được kính chào toàn thể anh chị em và các bác đã quay trở lại với kênh Vua Công Suất nhé. Trong cái video ngày hôm nay thì bên cửa hàng sẽ lên để thanh lý một số con vang vang X5 và vang X3, hàng vang chuẩn xịn các bác nhé. Và em cũng xin báo giá luôn, ngày hôm nay thì em sẽ thanh lý con vang X3 với giá 1.250.000 đồng, và vang X5 sẽ có giá là 1.700.000 đồng. Thực sự là thanh lý cái giá này thì anh em thợ cũng biết mà gọi là các anh em bán hàng ở trên thị trường biết là giá này là gọi là gần như là dưới cái giá nhập rồi, đúng các bác? Vì sao bên cửa hàng lại thanh lý cái lô vang này? Bởi lý do là về hơn 100 con vang các bạn, về hơn 100 con vang X thì sẽ có những con thì gọi là lỗi mất phím này, rồi mất phím này, mất phím rồi sẽ có những con lỗi như là không lên nguồn. Thì ở đây em lọc ra có số lượng là có 4 con như thế này. Lỗi thì em sẽ thanh lý giá tốt cho các bác nhé. Còn những con mà nguyên zin hoạt động bình thường thì sẽ bán giá trên thị trường. Bình thường ra là con vang X3 thì giá trên thị trường sẽ có giá là 1.800.000 đến 2.000.000 đồng, và vang X5 sẽ có giá từ 2.200.000 đến 2.500.000 đồng cho một vang X5 các bác nhé. Thì ngày hôm nay thì thanh lý giá tốt cho các bác này, vang X3 đấy, nó sẽ có một số lỗi thì em bên cửa hàng đã gọi là đem đi cho anh em thợ sửa và hoạt động bình thường rồi. Thì ngày hôm nay thì lên thanh lý giá tốt cho các bác nhé. Con vang X3 này thì nó không lên nhạc này và đã sửa cho các bác hoạt động hoàn toàn bình thường. Bây giờ là gần như là hoạt động bình thường, chỉ mỗi một điều là nó không còn zin, đúng không ạ? Không còn zin thì em sẽ bán cái giá gọi là thanh lý ạ, thanh lý giá dưới giá nhập cho các bác nhé, 1.200.000 đồng con vang X3 này. Và vang X5 thì sẽ có một số lỗi sau đây. Thì con này sẽ là chạy hoạt động 5 phút là nó sẽ bị ngắt mất tiếng này. Con này cũng đã sửa rồi, hoạt động ok bình thường rồi. Còn con này là bị nguồn này, nguồn là không lên nguồn này, thì thợ cũng bảo là sửa là thay cầu chì, lỗi nhẹ thôi các bác, lỗi nhẹ thôi thì đã hoạt động bình thường rồi. Thì vang X5 thì có giá 1.700.000 các bác nhé. Đấy, các bác gọi là nhận hàng này thì các bác hoàn toàn có thể là kiểm tra hàng và thử hàng cho em nhé, nhận hàng kiểm tra hàng thử hàng, và sản phẩm thì em sẽ gọi là bao test ban đầu cho các bác nhé, nhận hàng kiểm tra hàng thử hàng cho em. Đó, sản phẩm sửa rồi thì em sẽ thanh lý giá tốt gửi tới anh chị em và các bác này. X3 có giá 1.000.000 và X3 có giá 1.200.000 đồng, 1.250.000 đồng X3 nhé. X5 và X5 thì sẽ có giá 1.700.000 đồng. Đấy thì 1.700.000 đồng X5. Đấy, còn hàng nguyên zin thì X3 sẽ có giá là 1.800.000 và X5 sẽ có giá là 2.200.000 các bác nhé, không qua sửa chữa. Còn cái hàng này thì em thanh lý giá tốt cho các bác. Đấy, các bác nhanh tay liên hệ đến cửa hàng để chốt cái sản phẩm mức giá hợp lý các bác nhé. Số điện thoại của cửa hàng đây, em sẽ để số điện thoại cửa hàng để các bác tiện liên hệ nhé. Cửa hàng Vương Xuân này, tên của em là Thế Anh, số điện thoại 0982 580 959, địa chỉ của cửa hàng đây. Rồi các bác nhanh tay liên hệ để chốt các cái sản phẩm giá tốt các bác nhé. Các bác mới xem video của em Vương Công Suất thì vui lòng là tặng cho em một nút like nhé, và đăng ký kênh này, ấn quả chuông bên dưới màn hình này để nhận các cái video mới nhất bên em, để không bỏ lỡ các cái video mà em bán các mặt hàng âm thanh giá tốt nhé. Ngoài vang số ra, em vang cơ, rồi các loa này, cục đẩy công suất, các cái mặt hàng liên quan đến âm thanh nhé, sẽ có mức giá cực kỳ tốt gửi tới anh chị em và các bác nhé. Một lần nữa thì em xin chân thành cảm ơn các bác đã xem video. Em xin chào các bác và xin hẹn gặp lại các bác ở các cái video lên sóng, live stream cũng như là các cái video bán hàng âm thanh giá tốt gửi tới anh chị em và các bác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.